tuy đã cứu con trai một mạng thế nhưng bà xuân luôn nộ rõ sự khinh thường gia cảnh và cuộc sống nghèo của nam cho rằng cô hoàn toàn không xứng đáng với long một người nam không già nam nữ không già nữ nại ngang bướng ngỗ nghịch bà ta cho rằng phải là con nhà tài phiệt chiêm anh có thân thế gia giáo mới xứng với long đối với một người đầy nòng tự trọng như nam đây là một sự sỉ nhục quá lớn sau nhiều tổn thương nam đã quyết định thay đổi mình trong phần hai tới đây chúng ta sẽ được ngắm nhìn một màn nột xác hoàn hảo của nam nữ tính hơn xinh đẹp hơn trình độ nâng cao hơn hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với long một hình ảnh nam duyên dáng với mái tóc dài nữ tính, phong cách ăn mặc thời thượng chắc chắn sẽ làm vừa lòng tất cả những người khó tính và chắc chắn độ mềm mẩn của xếp long dành cho nam sẽ tăng gấp bội. Cùng chờ đón hình ảnh mới của nam trong phần 2 nhé các bạn. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.